Xin chào mấy anh em nha. Bữa nay bên mình Vương Mô Tô giới thiệu cho anh em chiếc xe Rebel 125 đời 96, xe nhập nha anh em. Honda Rebel 125. Này là JC26 nha. Xe này là Honda Rebel 125 nha anh em. Cái này là đời tem nhôm nha. Đây là tem nhôm đây. Quay cho anh em coi tem nhôm nha. Đây. JC26 nha anh em, đúng hàng nha. Xe hải quan chính ngạch nha. Bao sang tên toàn quốc cho anh em nha. Xe chính ngạch chứ không phải xe sàn tháp gì đâu nha anh em. Xe này là sang tên hỗ trợ hồ sơ cho anh em toàn quốc luôn nha. Xe này xe zin nha anh em, chưa dẫu nha, chưa dặm tút, chưa gì hết nha. Đây lóc máy đây, chưa vò đánh bóng, chưa thổi cáp, chưa gì luôn, còn zin nguyên xi nha. Xe này là xe zin nha, chứ không phải xe dọn nha. Xe này chạy đường xa rất là sướng nha anh em. Rồi có gắn tựa lưng cho anh em ngồi sau luôn nha. Xe này có máy khỏi bàn, anh em mà chơi xe Honda Rebel rồi biết, nổ máy rất là sướng tay luôn nha. Nè là lóc còn zin nha anh em, chưa cái dặm tút, chưa cái gì đánh bóng, chưa cái thổi cát, chưa gì nữa. Lóc ring nguyên xi nha. Nè đúng đời tem nhôm nha anh em. Cầm liền còn sáng zin luôn, theo xe hết nha. Này nó thiết kế 5 số nha anh em, một số tới 4 số lui nha, nó là 5 số nha. Đây để mình nổ máy lên cho anh em luôn. Đó, máy nổ rồi này, vô rất là trước nha. Luôn nha. Rồi anh em nào thích thì điện thoại chốt giá cho mình xe này nha. Số điện thoại mình ở bên dưới á. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh nha, để theo dõi những cái video sau bên Vương Mô Tô. Rồi anh em nào thích thì điện thoại cho mình nha, chốt giá nha. Vương Mô Tô chào anh em.